Rồi, xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cách cho anh em nào mà mới chưa biết sơn, mới tập sơn. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em là cách là coi như là chỉnh vít tu lơ để sao mình sơn cho khỏi bị chảy và đẹp nha anh em. Thì trước hết á, thì anh em phải nắm bắt được cái vít tu lơ này nha anh em. Cái vít tu lơ này nè, thì bất cứ vít tu lơ nào cũng vậy, nó có ba nút. Nút thứ nhất, nút thứ hai, nút thứ ba. Chỉ cần mà anh em nắm được ba bước này thì anh em có thể là coi như là sơn được rất là dễ dàng luôn nha anh em. Là sơn không bị chảy và nhanh đẹp nữa nha anh em. Cái thứ nhất là anh em lưu ý là anh em phải nắm bắt được ba cái nút này. Một nút này nè, ba nút. Thì biết tu lê nào nó cũng có là ba nút này nha em. Thì thôi giờ không để anh em đợi lâu, thì mình cũng hướng dẫn cho anh em nào mà mới tập làm và không biết làm. Thì mà sẽ để ý cái vít tu lê này, mình sẽ chỉ cho anh em là coi như là từng ly từng tí luôn, chi tiết luôn. Còn anh em nào biết sơn thì thôi nha, bỏ qua nha. Thì giờ mình không để anh em đợi lâu. Ở trước hết á, cái vít tu lê này nè, cái nút đây nè anh em, nút cuối cùng gần cái dây hơi mình đút vô nha. Rồi nút đây nè, là nút hơi, hơi nhiều hơi ít anh em, hơi nhiều hơi ít nha. Là cái là nút thứ nhất. Nút thứ hai là nút coi như là ra sơn, mình sơn sơn nhiều sơn ít, là nút đây. Là nút chính giữa là nút to nhất á, đây nhiều ra ít. Còn nút thứ ba á, là nút đây là nút bét, là khi biết nhỏ các bạn mà biết nhỏ rồi biết lớn vậy nè. Đó, nó nhỏ gì xong lớn lần là cái nút đây nha anh em. Đó, anh em lưu ý giùm cái. Thì bây giờ mình không chỉ cần mà anh em nắm được ba cái điểm này thì anh em có thể dễ dàng sơn thôi, không có gì khó đó, nó rất là đơn giản luôn. Chỉ cần anh em lưu ý tí là anh em có thể sơn được, tự ở nhà tự sơn, khỏi mất công kêu thợ, tìm thợ chi cho nó tốn kém nha anh em. Thì bây giờ không để anh em đợi lâu, thì mình cũng đổ sơn cho, mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Rồi anh em coi nha, đây anh em, bây giờ mình đổ sơn nè. Sơn mình phe cũng không có không lỏng cũng không đặc nha anh em, mình cảm thấy là nó được là được nha. Đây nè. Đó. Không lỏng không đặc nha anh em. Đây. Trước hết là mình đổ sơn vô, mình sẽ bóp thử. Ví dụ nó ra gì thì nó chưa có hơi nè, anh em chỉnh lúc đây nè, lúc đây nha. Giờ mình sẽ đóng hết tất cả luôn, là mình sẽ làm lại cho anh em dễ hiểu hơn. Đây là tất cả đều đóng hết nha anh em, hơi là đóng luôn nha. Đó là mình bóp là nó không có ra một cái thứ gì hết nha anh em, sơn cũng không ra mà hơi cũng không ra, biết không ra. Nhất thứ nhất mình đổ vô mình bóp thử, mình có sơn thì mình từ từ mình chỉnh nó, ngồi xong mình mới sơn sâu nha anh em. Thì nút này nút hơi nè, nút này nút hơi nè. Đó, anh em thấy hơi không? Đó, nút hơi á. Đó, anh em thấy nút hơi không? Nút hơi nha anh em, đây là nút hơi. Đây, hơi nhiều hơi ít là thằng này nha anh em. Còn đây á là re sơn nhiều sơn ít là đây nha. Đây nè. Đó, sơn ít nè, thấy không? Re nhiều nè. Đó, re nhiều. Đó, re nhiều nè. Còn nút hơi nè. Đó, anh em thấy hơi không? Đóng hơi bớt lại nè. Đó. Đó, đóng hơi. Mình chỉnh sao mà cho nó cân đối. Là coi như mình cảm thấy mà sơn ra nhiều mà nó ít hơi thì cũng không được nha anh em. Sơn mà nó ra nhiều, ít hơi á thì mình xịt á không có được, nó bị hột. Nên thành thử mình phải cân đối. Mình phải cân đối thằng hơi là cái thằng sơn. Ví dụ cái thằng sơn nhiều thì mình phải cho hơi nhiều. Thằng mà sơn ít thì mình phải cho hơi ít. Anh em, đó, đây nè. Đó bây giờ mình ví dụ như mình cho sơn nhiều đi mà hơi ít nè. Anh em thấy không, nó nhiễu nè, ra thiếu nè, cũng nhiễu nè, ra thêm hơi nè. Đó, như vậy là mình nhìn nè, anh em nhìn nè. Đó, thấy không? Nó ra không có bị mịn, biết tu lên nó ra hột. Thì anh em thêm tí hơi nữa. Đó, thêm tí hơi nữa. Đó. Ví dụ như đây được rồi, mình thấy sơn nhiều quá thì mình đóng bớt một chút. Đó, rồi mình chỉnh hơi tiếp. Đó, thấy không? Đó, nếu mà đó mình chỉnh sao cho nó phù hợp, mình chỉnh sao cho phù hợp là mình nắm được cái thằng này, thằng sơn á. Thằng sơn nhiều quá thì phải hơi nhiều, mà thằng sơn ít á thì phải hơi ít. Đó thì nó mới đều được cái thằng sơn mình sơn nó rất là đẹp. Thì cái đây là nút hơi, nút sơn nhiều, còn nút đây nút bét nha anh em, nút nhỏ cho nên nút bét.
lại biết biết lớn biết nhỏ, ví dụ như là mình xịt cái những cái vật gì nhỏ, cái bảng nó nhỏ thì mình đóng bét lại để mình xịt. Đó mình xịt nè, mình đóng đây là mình đóng hết nè. Đó mình xịt nè, anh em thấy không? Bét rất là nhỏ. Còn ví dụ coi nè, đúng không? Bây giờ mình mở bét lớn ra anh em coi nè. Nó ra bét rất nhiều luôn. Đó anh em thấy không? Đây nè, quay lại gần cảnh cho anh em thấy nè. Đó anh em thấy bét không? Đó, còn mình đóng nè. Anh em thấy bét nhỏ lại liền, bây giờ đó nó nhỏ nè. Lớn nè. Đó nó lớn nó nhiều đó. Còn nếu mà khi mà mình mở bét bét lớn lên á thì cái thằng hơi này á nó không có đủ lực. Nên thành thử mình muốn mở bét lớn mình sơn cái bảng như bự vậy nè. Đó, bự, cái mặt nói chung là cái mặt bự á thì anh em mở bét lớn lên thì anh em mở hơi lớn lên thì nó mới đủ được cái thằng hơi để thổi được cái bét nó lớn nó phun bự ra thì mình sơn nó mới đều. Đó, nói chung là nó rất là đơn giản, anh em chỉ nắm được 3 bước. Đó. Thì bây giờ mình sẽ còn là nó mới đủ được cái hơi nha anh em. Đây này, anh em lưu ý lại nè, nút hơi nè, nút sơn nhiều nè, nút biết lớn biết nhỏ nè. Đó. Thấy không, anh em thấy không? Đây là biết lớn nè. Nút trên đây nè, biết lớn nè. Còn biết nhỏ nè. Đó, nó nhỏ lại nè, anh em thấy không? Đó, nó nhỏ lại đó. Đó, nó nhỏ lại nè, lớn nè. Anh em thấy lớn không? Đó, mà một khi nó lớn lên á, mình thấy hơi nó yếu, mà nó re, mà nó hơi bị hột hột á, thì anh em mở thằng hơi ra. Mình nhìn sao mà mình thấy, mà biết mình sơn sao mà mình cảm thấy mình sơn á, mà mình hơi nó ra đều, sơn nó mịn, là nó ok rồi nha anh em. Còn ví dụ mà mình sơn mà ví dụ mà hơi nhiều á, mà ví dụ sơn nó ít, thì nó ít á, thì nó không có đủ sơn á, thì anh em nhít thêm tí sơn tí nữa, mở lớn sơn tí nữa. Còn cái đầu này á anh em, đây nè, cái đầu này á nó làm cho mình xay lên xay xuống nè, cái đầu này nè. Đó, để một khi á, khi mà cái đầu này á nó mình để dọc á, cái thằng này á thì cái bảng hơi nó sẽ đứng. Như anh em, cái đây nè, anh em lưu ý nè. Cái bảng đó, cái đầu này mình nó dọc đây á, nó ngang đây á thì cái hơi nó sẽ đứng. Còn mà anh em xay như vậy á thì cái hơi nó sẽ ngang lại. Là nó dùng để cho mình sơn những cây đứng và những cây nằm. Đó thì thôi bây giờ sẵn dịp đây mình sơn thì mình sẽ sơn cho anh em coi luôn nha. Đây anh em mình cất. Đó đây là mình sơn. Đó đây là mình sơn nha anh em. Đây mình nói cho anh em dễ dễ hiểu. Đó ví dụ như là cái cây này cái mặt đứng thì mình để gì, mình để cái bếp này. Cái mặt cái cây đứng, đây là cây đứng thì mình chỉnh cái đầu bếp này nè, miễn sao cho cái hơi nó gì nè, để cho nó sơn được cái bằng cái mặt đây. Đó, bằng lần này để cho nó phủ hết cái cây này. Đó cái khổ là cây đứng là mình chỉnh cái bếp cho nó nằm gì thì nó ôm được cái cây này. Đó nó sẽ phủ hết cây này thì nó sơn lên nó rất là nhanh nha nè. Còn cái cây mà nó nằm ngang đây. Còn những cây nằm ngang á thì anh em chỉnh thằng đầu này nè, chỉnh đứng gì. Đó thì cái hơi nó sẽ gì, cái hơi nó sẽ, cái bếp nó sẽ ngang lại, nó phủ. Nói chung là anh em chỉnh cái đầu bếp này nè, cái cây đứng thì anh em dặn cái đầu này để cho cái hơi cái bảng này nó ra đây. Còn cây ngang thì anh em sơn gì. Đó cây ngang anh em sơn gì nè. Đó để gì á thì cái hơi nó sẽ phè hết cái cây này. Đó nhưng mà cái đây là mình sơn thôi, đây là mình sơn những cái cây nhỏ mình để gì mình không có lật nó nha anh em. Đúng ra cái cây này á, mấy cây ngang này tốt hơn mình đừng nên sơn, mấy cây này nó bị dễ, anh em nào mình sơn không quen á, cái đường ngang này anh em sơn qua sơn lại gì nè. Đó anh em sơn gì á thì nó dễ bị chảy lắm. Đó nói chung là sơn ngang rất là dễ bị chảy, anh em phải sơn lên sơn cứng vậy nè, lên này đó thì nó ít bị chảy. Còn nếu mà anh em mình sơn rành thì anh em cứ để gì sơn cũng như tôi để gì sơn thì không, nó không có bị chảy. Thì bây giờ mình sơn thử cho anh em coi luôn nha. Rồi nha anh em. Anh em đợi mình tí nha. Mình cho nó rõ ràng tí cho anh em coi. Đấy, bây giờ mình sơn cái cây đứng này trước cho anh em coi nha. Anh em. Để cho anh em sơn. Đây.
Bây giờ trước hết mình sơn là mình sẽ thử ẩn oi nha anh em. Hơi nó hơi mạnh thì mình dặn lại, mình đóng lại hết đi. Mình bóp như mình á thì nó rành rồi, nó rất là dễ. Đó. À, đây là bếp nè, đóng hết lại tại mình sơn mấy cái bảng nhỏ, mình không cần bỏ bếp lớn đâu. Đó, bây giờ cái cây đứng nè, thì mình để cái cây này đứng nè thì cái bếp nó phun ra. Nè anh em coi nè. Thấy không em? Nè. Nè, thấy không? Đó, nhưng mà mình sơn mấy thằng này thì mình mới tập sơn, mình sơn qua một nước thôi để cho nó xéo rồi sơn lại, chứ mong anh em mình cứ tiếp tục nữa là nó sẽ bị chảy. Mình nhưng mà sơn một lần lúc nào nó mấy đó. Bây giờ khuyên cái cây ngang nha anh em. Đây cái cây ngang, cây ngang thì mình chỉnh cái bếp này, chỉnh cái bếp đây nè. Đó, mình dặn cái đầu đây nè để cho nó ngang lại, để cho nó phè ôm đây nè anh em coi nha. À, đây là mình sơn tẳng quay là mình sơn màu xém trắng nên thành thử là nó ít thấy rõ hơn anh em. Đây là mình đã sơn quay một mớ một nước nha anh em, còn đây là chưa sơn nè. Đó thì mình cũng video mình thì mình cũng hướng dẫn vô đây để cho anh em nào nắm bắt được, nhưng mà anh em lưu ý giúp mình là coi như là ba nút này nha, nút hơi nè, nút ra sơn nhiều sơn ít nè, biết lớn biết nhỏ nè, điểm đây điểm qua lại nè, biết ngang biết dọc nè, đây nè điểm qua biết ngang biết dọc. Anh em lưu ý mình dùm mình mấy cái điểm đó. Thì thôi mình cũng kết thúc video tại đây. Thì anh em nào mà cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình để lần sau mình có cái động lực, mình sẽ có cái gì